Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh bằng thực tế trên chính những gì mà bản thân tôi trong suốt những thời gian dài của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng để chia sẻ gửi đến nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá trực tiếp các giá trị giao dịch này trên thị trường giao dịch Forex. Xin lỗi nhà đầu tư không có chuyện á quân Forex thế giới hoặc là chuyên gia Forex hoặc pro trader mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà không thể chứng minh được nổi bản thân họ giao dịch ở trên thị trường này. Xin lỗi nhà đầu tư tất cả những kẻ chỉ nói mòn mồm, sử dụng bằng mõm để chia sẻ ở trên thị trường mà không chứng minh được thực tế bản thân chúng vận dụng, áp dụng ở trên thị trường này. Đó chỉ là những kẻ lừa đảo mà thôi. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư phải nhìn nhận và phải thấy rõ được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Thị trường giao dịch Forex không phải là dễ và chẳng phải là đơn giản. Chỉ có chuyện là dễ mất tiền và đơn giản là các bạn sẽ phải tan ra bại sản với những giá trị mà bản thân các bạn không nhìn nhận, đánh giá được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Trên thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn muốn tồn tại được thì phải có kỹ năng giao dịch, mà kỹ năng giao dịch thì phải cần có thời gian để các bạn trải nghiệm và luyện tập ở trên thị trường, cũng giống như là phải thấy rõ được những giá trị kiến thức ở trên thị trường, phải được những người đứng ra chia sẻ, vận dụng và trong thực tế thì lúc đấy chúng ta mới biết để mà hiểu, mà dần dần mà điều chỉnh các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Thị trường giao dịch Forex không có chuyện các bạn đi sưu tầm kiến thức về mà đòi các bạn vận dụng, áp dụng được ở trên thị trường giao dịch Forex. Không có chuyện ở trên thị trường giao dịch Forex này các bạn có nhiều phương pháp giao dịch là các bạn có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang chứng minh, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận vào trong những thực tế này để mà đưa ra cho các bạn những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường cũng như gặt hái được nhiều giá trị thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex. Và tôi là Trần Quốc Minh, trong thời gian nhiều năm qua đã chứng minh thực tế ở trên thị trường này và cho mọi nhà đầu tư nhìn nhận và tự đánh giá về các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex. Trên thị trường này và cho mọi nhà đầu tư nhìn nhận và tự đánh giá về các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex. Trên thị trường này và cho mọi nhà đầu tư nhìn nhận và tự đánh giá về các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn